Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của 15 thành viên đã vượt qua bất đồng. Bất đồng là nguyên nhân khiến Hội đồng Bảo an không thông qua được các nghị quyết liên quan đến tình hình xung đột tại giải Gaza. Bất đồng giữa các thành viên chủ yếu tập trung vào việc nên kêu gọi tạm dừng nhân đạo hay ngừng bắn. Cụ thể, nghị quyết số 2712 kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp giải Gaza trong đủ số ngày để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ và không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Theo nghị quyết trên, việc ngừng bắn cũng là để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp, trong đó có cả việc tìm kiếm trẻ em mất tích trong các tòa nhà bị hư hại hay bị phá hủy cũng như việc sơ tán y tế đối với trẻ em bị bệnh hoặc bị thương và những người chăm sóc trẻ. Nghị quyết trên do Manta soạn thảo đã giành được sự ủng hộ của 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Anh, Nga và Mỹ đã bỏ phiếu trắng. Nghị quyết cũng đã yêu cầu tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, đây là nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo và văn kiện không đề cập tới một lệnh đình chiến hay ngừng bắn lâu dài. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Chúng ta có trách nhiệm phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và chúng ta phải đảm bảo người Israel và người Palestine có thể chung sống hòa bình bên cạnh nhau trong quốc gia của họ với các biện pháp bình đẳng về an ninh, tự do, cơ hội và nhân phẩm." Việc tạm dừng được coi là ít trang trọng hơn và ngắn hơn lệnh ngừng bắn. Điều này phải được các bên tham chiến đồng ý. Mỹ ủng hộ việc tạm dừng trong khi Nga thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths vừa kêu gọi. Chính quyền Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Salom như một phần trong kế hoạch 10 điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Trao đổi với báo giới quốc tế, ông Martin Griffiths kêu gọi Israel hãy cho phép chúng tôi băng qua cửa khẩu Karem Salom. Cần nhớ rằng cửa khẩu Karem Salom được sử dụng để vận chuyển hơn 60% lượng xe tải đi vào giải Gaza trước cuộc xung đột hiện nay. Các nội dung khác của kế hoạch do ông Griffith trình bày bao gồm tạo điều kiện cho lỗ lực của các cơ quan viện trợ nhằm đưa các đoàn xe viện trợ liên tục vào giải Gaza và cho phép họ thiết lập các trung tâm phân phối cứu trợ cho dân thường. Cơ quan Liên Hợp Quốc này cũng nhấn mạnh cần mở rộng số lượng nơi cư trú an toàn cho những người phải di rời trong các trường học và các cơ sở công cộng khác trên khắp giải Gaza và đảm bảo rằng những nơi này không trở thành mục tiêu. Trước đó, quyết định dừng bán tạm thời tại giải Gaza được đánh giá là còn nhiều hạn chế và biến động cả về thời gian, song được xem là mang tính đột phá nhằm đưa hàng viện trợ tới những người dân đang bị phong tỏa và vây hãm giữa hai làn đạn, góp phần giảm bớt áp lực khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này đánh giá diễn biến tại giải Gaza trong một tuyên bố người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dozaric nhấn mạnh, bất cứ việc dừng bắn nào tại giải Gaza cũng nên phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và nhận được sự đồng thuận của các bên xung đột để dừng bắn được triển khai hiệu quả trên thực địa. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg lúc đó cho biết các thành viên NATO ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo trong xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa cứu trợ vào giải Gaza. Thống kê sơ bộ của cơ quan y tế Palestine tại giải Gaza cho biết, cuộc đột kích mới đây của quân đội Israel vào bệnh viện al cơ sở y tế lớn nhất giải Gaza, khiến gần 100 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương. hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Cuộc đột kích cũng phá hủy nghiêm trọng một số tòa nhà trong bệnh viện, trong đó có khu cấp cứu và khu giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục vụ bệnh nhân của bệnh viện. Cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa là bước leo thang mới và đáng chú ý trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Trước đó, quân đội Israel liên tục dội bom, nã pháo và bắn tên lửa vào hàng trăm khu dân cư, bệnh viện, nhà thờ, trường học trên khắp giải Gaza nhằm theo đuổi mục tiêu xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, phần lớn nạn nhân trong chiến dịch tấn công của quân đội Israel là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Thực tế này khiến người dân và chính giới nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo hết sức phẫn nộ. Phát biểu trước những người ủng hộ thuộc Đảng Công lý và Phát triển, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa cáo buộc chính phủ và quân đội Israel cam kết sẽ đưa những tội ác này ra xét xử tại Tòa án quốc tế. Bộ Ngoại giao Giordani, Ai Cập, Iran và nhiều quốc gia khu vực cũng ra thông cáo cực lực lên án chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng. Một nhà báo người Palestine có mặt tại hiện trường nói với kênh truyền hình Al Jazeera rằng hàng chục thi thể nằm la liệt tại nhiều khu vực bên trong khuôn viên bệnh viện. Cảnh tượng tại cơ sở y tế này là cực kỳ kinh hoàng và đáng sợ. Nhà báo này cũng bác bỏ thông tin nói rằng có người vũ trang Palestine hay các con tin bị giam giữ bên trong bệnh viện Ansifa. Trong nhiều tuyên bố trước đó, IDF khẳng định Bệnh viện Al-Sifa là nơi phong trào Hamas đặt sở chỉ huy để điều phối các hoạt động chống Israel. Trước cuộc đột kích của quân đội Israel, Bệnh viện Al-Sifa là nơi lánh nạn của gần 10.000 người Palestine cùng hàng trăm bệnh nhân đang điều trị. Trong hôm 14 tháng 11, lực lượng y tế tại đây đã phải chôn gần 200 thi thể bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện. Hầu hết số bệnh nhân này tử vong vì cùng một nguyên nhân là thiếu thiết bị điều trị trong bối cảnh quân đội Israel cắt toàn bộ nguồn cung cấp điện và nhiên liệu cho cơ sở y tế này trong một tuyên bố mới đây ủy ban chữ thập đỏ quốc tế nhấn mạnh các quy tắc của chiến tranh rất rõ ràng bệnh viện là cơ sở được bảo vệ đặc biệt theo luật nhân đạo quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi bảo vệ tất cả dân thường bao gồm cả nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế sự bảo vệ này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là mệnh lệnh đạo đức để bảo toàn mạng sống con người trong thời điểm khủng khiếp này liên minh châu âu vừa qua cũng đã lên án việc hamas đang sử dụng bệnh viện và dân thường làm lá chân sống ở gaza đồng thời kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế tối đa để bảo vệ dân thường. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng chia sẻ, Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc đọ súng ở bệnh viện, nơi những người vô tội, những người bất lực, những người đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế bị vướng vào làn đạn. Trước thương vong dân sự ngày một lớn, Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã họp thượng đỉnh khẩn cấp kêu gọi Israel ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột có thể lan rộng ra khu vực. Chuỗi giao tranh không ngừng nghỉ kéo dài gần 40 ngày qua. Hôm 15 tháng 11, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lẫn nhau qua đường biên giới. Trong đó, một số nguồn tin khu vực cho biết quân đội Israel đã pháo kích vào 16 khu dân cư và thị trấn phía nam Liban nhằm đáp trả các vụ bắn tên lửa chống tăng và đạn cối của Hezbollah sang lãnh thổ Israel. Theo truyền thông Liban, Hezbollah đã bắn khoảng 15 quả tên lửa chống tăng vào một số vị trí của quân đội Israel dọc đường biên giới. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa xác nhận thông tin này. Cho đến đêm ngày 15 tháng 11, hai bên đều chưa công bố thông tin về thiệt hại do các cuộc tấn công của lực lượng đối địch gây ra. Trước đó, truyền thông Liban cho biết các cuộc bắn phá bằng máy bay không người lái và pháo hạng nặng của quân đội Israel vào miền nam Liban từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 đã khiến 88 người chết, trong đó có 65 thành viên Hezbollah. Đây là số thương vong lớn nhất trong các đợt đụng độ tại khu vực biên giới Israel-Liban kể từ sau cuộc chiến đẫm máu năm 2006 giữa quân đội Israel và Hezbollah. Lần giao tranh này do Hezbollah khơi mào bằng một cuộc pháo kích vào khu trang trại Siba mà quân đội Israel đang chiếm giữ hôm 8 tháng 10, nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho phong trào Hamas trong cuộc giao tranh chống Israel. Trong một diễn biến liên quan đang chú ý khác, ba quan chức cấp cao trong văn phòng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trước đó nói rằng Đại giáo chủ Khamenei đã thông báo với lãnh đạo Hamas về việc Tehran sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và quân đội Israel. Cụ thể, tại cuộc gặp tránh văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi đầu tháng này, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định rằng Iran ủng hộ Hamas trong cuộc giao tranh chống Israel nhưng sẽ không trực tiếp tham chiến. Trước đó, xuất hiện một số thông tin nói rằng Iran không chỉ cung cấp vũ khí và tài chính để Hamas và Hezbollah chiến đấu chống Israel mà còn có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Trong những tuần gần đây, quân đội Israel đã giao tranh với các chiến binh Hezbollah dọc biên giới Israel-Liban nhiều lần. Chỉ huy thứ hai của lực lượng đồng minh của Hamas ở Liban, Naim Kassem cho biết các cuộc đụng độ chỉ đơn thuần là nhằm giảm áp lực lên Gaza. Các thủ lĩnh cấp cao khác từ chối nói về làn danh đỏ của Hezbollah để can dự vào cuộc xung đột Israel Hamas là gì, nhưng cho biết phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel. Tuy nhiên, trong một phát biểu trước đó, lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah nói rằng nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động dọc theo mặt trận của họ với Israel. Reuters dẫn lời ông Nasrallah nói đã có sự cải thiện về số lượng chiến dịch, quy mô và số lượng mục tiêu cũng như sự gia tăng về các loại vũ khí. Quân đội Israel cảnh báo Hezbollah sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nếu tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Trong chuyến thăm các binh sĩ Israel cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan tuyên bố Hezbollah đang kéo Liban vào một cuộc xung đột có thể xảy ra. Nếu mắc phải sai lầm kiểu này, những người sẽ phải trả giá trước hết là công dân Liban. Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi cũng biết cách làm ở Beirut.